sau khi MC Trấn Thành tung một ngàn trang sau khi từ thiện, nhiều người đặt câu hỏi liệu MC này có khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng hay không. Lý do là bởi thời gian qua bà Nguyễn Phương Hằng liên tục livestream trên mạng xã hội réo tên Trấn Thành cùng các ca sĩ khác như ngoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thùy Tiên nói về việc các nghệ sĩ này MC kêu gọi quyên góp từ thiện. Tuy nhiên, Pierre MC Trấn Thành khẳng định rằng khoản chỉ nhận được hơn 9,6 tỷ Việt Nam đồng, trong đó gửi hơn 9,4 tỷ đồng cho đồng bào miền Trung và 100 triệu đồng cho hai nghệ sĩ Mạc Càn Hoàng Lan. Điều đang nói, bà này thường đề cập các con số thông qua những giấc mơ với Trấn Thành là con số 120 tỷ đồng, thậm chí cũng từng treo thưởng 50 tỷ đồng để nam MC công khai sau ghê. Riêng đối với các đối tượng vu khống, thóa mạ, bôi nhỏ hình ảnh, khủng bố, tin nhắn đến tôi và gia đình, tôi những ngày qua thì trấn thành xin nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ danh dự cho mình. Cụ thể là tôi đã cùng ekip thống kê tất cả các thiệt hại từ vụ việc vu khống, mặt sát, xúc phạm danh dự tôi từ các YouTube tổ chức và cá nhân để nhờ luật sư làm việc với các cơ quan chức năng báo tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh dẫn lời nam MC này. Tuy nhiên, pháp luật quy định rằng việc bày tỏ quan điểm, thái độ của người này không được nhằm mục đích xúc phạm danh dự, nhân phẩm uy tín của người khác. Nếu MC này thấy rằng đã có người loan tin bịa chuyện nhằm xúc phạm danh dự của mình, nhân phẩm, uy tín, gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân thì có quyền trình báo sự việc với cơ quan điều tra để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng thông tin trên mạng xã hội là thông tin dư luận, thông tin chưa được kiểm chứng, đó là việc người dân thực hiện quyền tự do ngôn luận đã là dư luận xã hội thì người ta có thể có những quan điểm khác nhau, suy nghĩ khác nhau, bày tỏ những thái độ khác nhau. Nếu những đồn đoán, nghi ngờ của một số người, một nhóm người, trong đó bao gồm cả những người đã góp tiền cho MC này làm từ thiện, vẫn còn tiếp diễn sau khi MC này đã giải thích xuất trình các chứng cứ vẫn có người chửi bới, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của MC này thì anh ta có quyền tố cáo hoặc khởi kiện dân sự luật sư cường phân tích tuy nhiên theo luật sư việc mc này có tố cáo khởi kiện hay không đó là quyền mà đã là quyền thì có thực hiện hay không thực hiện là do bản thân anh này theo luật sư cường sau những ngồn nào có lẽ những người nổi tiếng các nghệ sĩ những người hoạt động từ thiện sẽ rút ra được rất nhiều bài học cho mình đồng thời nhà nước cũng sẽ phải có trách nhiệm sửa đổi bổ sung nghị định 64-2008 về kêu gọi vận động tiếp nhận hàng quà cứu trợ để tăng cường công tác quản lý hoạt động từ thiện tự phát tránh những rắc rối có thể xảy ra sau mỗi lần đồng bào gặp khó khăn phải cần có sự đóng góp ủng hộ giúp đỡ của đồng bào dù gì thì đây cũng là câu chuyện đáng buồn hoạt động từ thiện tự phát của các nghệ sĩ vì thiếu chuyên nghiệp thiếu minh bạch dẫn đến nghi ngờ trong dư luận xã hội ảnh hưởng đến uy tín của những nghệ sĩ chân chính và gây ra những bức xúc hệ lụy trong xã hội, thậm chí có thể dẫn đến những xung đột xã hội và kéo theo rất nhiều hệ lụy khác. Luật sư Cường đánh giá là như vậy. Chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu đánh giá rằng các clip đã cáo buộc rất thẳng thắn. Theo kiểu vạch mặt, chỉ tên từng người với danh tính, nghề nghiệp rõ ràng mà hầu hết là những người nổi tiếng, hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật như ca sĩ, nghệ sĩ, MC. Sau khi bị bọc phốt như vậy, mỗi nạn nhân đều có những động thái khác nhau để bảo vệ uy tín. Danh dự của mình, người thì trả lời sẽ dùng công cụ pháp luật như khởi kiện, tố cáo ra cơ quan pháp luật người đã gây hại cho mình. Người thì đăng các hình ảnh sau khi tài khoản làm từ thiện trên mạng xã hội như là một cách bảo vệ sự trong sạch của mình. Dưới góc độ tội phạm, chuyên gia đào trung hiếu cho rằng những livestream bóc phốt tố cáo trên mạng xã hội mà người bị tố cáo là những cá nhân đã đứng ra kêu gọi nhận quyên góp từ thiện nhưng chỉ sử dụng một phần nhận được vào mục đích số tiền còn lại bị họ biển thủ chiếm đoạt không còn là chuyện trời mà đã mang tính pháp lý với những nguy cơ rất cụ thể cho cả hai phía nếu tố cáo dài hoặc đúng là có hành vi biển thủ như cáo buộc hiện giờ Người hâm mộ đang rất hoàng mang, sợ mình đã lầm tướng. Tin yêu nhầm vào những người sống hai mặt, sẵn sàng lợi dụng kiếm ăn trên tình nhân, tình nhân ái của đồng bào. Do đó, nhu cầu được thần đường tự chứng minh sự trong sạch của mình là rất lớn. Mà một cách đơn giản nhất là chú động sau khi tài khoản và nếu biết công khai trên mạng xã hội. Vị chuyên gia khuyên rằng người dân khi có chứng cứ tài liệu về việc ăn chặn từ thiện, thì nên trình báo, cung cấp cho cơ quan chức năng địa phương. Việc đưa các thông tin bóc phốt, chửi bới nhau trên mạng xã hội tạo ra hệ lụy tiêu cực trong hoạt động xã hội vì khán giả trẻ em có thể tiếp cận bắt chước những ngôn từ, lời lẽ xấu xí, phản cảm của các bên. Truyền thông văn hóa, hòa hiếu, tương thần tương ái của dân tộc nhưng chỗ cho những cái cọ miệt thị xúc phạm nhau công khai như ngoài chợ khiến môi trường văn hóa bị đầu độc nặng nề chuyên gia tội phạm tội phạm học đào trung hiếu kết luận rằng chưa hết đâu các cuộc livestream bóc phốt còn gây ra cuộc khủng hoảng lòng tin vào con người mà hệ lụy của nó là hoạt động vận động xã hội vào công tác từ thiện nhân đạo trở nên khó khăn hơn một trong những điểm khiến nhiều người cũng bàn tán đến việc em gì trấn thành quyền có từ thiện là vì trấn thành ban đầu thông tin chuyển tiền cho ca sĩ thủy tiên nhưng sau đó khi dân mạng xôn xao thì nam mc lại giải thích anh chuyển tiền cho bên thứ ba mẹ hồ ngọc hà và mc đại nghĩa để làm từ thiện về vấn đề này luật sư đặng văn cường cho rằng cần phải xem lại nội dung kêu gọi từ thiện của mc trấn thành ban đầu như thế nào bản chất thì đây là quan hệ dân sự nếu có tranh chấp khiếu kiện thì sẽ được giải quyết theo thủ tục tố tùng dân sự người đứng ra quyền góp kêu gọi đóng góp mà không thực hiện theo đúng cam kết thì người đóng góp tiền có quyền đòi lại tiền nếu không trả thì có quyền khởi kiện đến tòa án để được giải quyết theo thủ tục tố tùng dân sự việc chỉ có thể chuyển hóa thành quan hệ hình sự nếu như có thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản lợi dụng hoạt động từ thiện để trục lợi Vấn đề này thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan điều tra. Trong trường hợp MC này kêu gọi quyên góp để hộ đồng bào miền Trung nhưng không nói là sẽ đưa qua một bên trung gian khác hoặc không kết hợp với tùy nhóm nào khác thì có nghĩa rằng MC này có trách nhiệm phải chuyển giao đến đồng bào miền Trung theo đúng cam kết với những người đồng góp tiền. Nếu các bên có nghi ngờ có hành vi chiếm đoạt tài sản số tiền đó không đến được với đồng bào miền Trung thì có quyền trình báo sự việc với cơ quan điều tra để xem xét làm rõ nếu chỉ thông tin một chiều. Những nghi ngờ, đồn đoán trong dư luận, xã hội thì rất khó để có thể kết luận được ai đúng ai sai. Bên cạnh đó, một thắc mắc cũng được nêu ra sau khi MC Trấn Thành tung bản sao kỳ 1.000 trang là việc MC này có chuyển tiền cho bố và nhờ bố chuyển tiền cho bà Hương, bà Ngọc Hương, mẹ Hồ Ngọc Hà để làm từ thiện. Việc kết luận có vi phạm pháp luật hay không, hành vi có câu kết thành tội phạm hay không thuộc trách nhiệm thẩm quyền của cơ quan tố tụng hình sự. Theo trình tự, thủ tục luật định, luật sư Cường phân tích. Nói về vấn đề này, trao đổi với báo chí luật sư Nguyễn Đành Tuấn, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng sự việc này tại sao phải lòng vòng như vậy, tôi thấy giải thích không rõ ràng, không phải qua một tài khoản trung gian nào cả có vẻ như là rắc rối thế. Luật sư Tuấn cho rằng cái giải thích của Trấn Thành làm ông không hài lòng bởi anh là người đứng ra kêu gọi từ thiện, sao phải giao cho người khác đi làm từ thiện hộ, niềm tin của những nhà hào tâm sẽ để ở đâu. Và đối với những người đứng ra để tổ chức thực hiện, việc từ thiện phải hết sức công khai và minh bạch để đảm bảo uy tín cũng như trách nhiệm của mình. Về tài khoản từ thiện, Hiện tại một số dư luận cho rằng do quy định của ngân hàng là bảo mật thông tin. Tôi cho rằng việc này không đúng bởi đây là tài khoản uy thác của những nhà hảo tâm mặc dù đứng tên một cá nhân nào đấy. Nhưng lượng tiền là của các nhà hảo tâm chuyển vào cho nên việc quy định bảo mật tài khoản cá nhân trong trường hợp này hoàn toàn không thể áp dụng được mà phải công khai. Cư dân mạng, những ngày cuối tháng 8 năm 2021 vừa qua, lại bị cuốn theo những cuộc chiến trên không gian mạng giữa nữ đại gia nghìn tí và nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Mới đây, nữ CEO nổi tiếng đã tuyên bố có trong tay 1,9 kg giấy tờ. Chi tiết, nội dung sau khi tài khoản của Miss Đàm và Tố Anh ăn chặn 96 tỷ tiền quyên góp từ thiện của các mạnh thường quân. Đáp lại, Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng trên Facebook cá nhân tuyên bố sẽ chính thức mang câu chuyện này ra pháp luật để chứng minh sự trong sạch của mình và lột trần sự vu khống bôi nhọ xúc phạm danh dự người khác sự việc chưa biết đúng sai ra sao một phần giới cộng đồng mạng những anti fan đã ra tay liên tục trên các bài đăng trên trang facebook cá nhân của đàm vĩnh hưng hàng ngàn cư dân mạng vào bình luận bằng những lời lẽ châm chọc mỉa mai và thậm chí spam bình luận đòi anh công khai bản sao kỳ số tiền quyền góp từ thiện. Mặc dù Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng khẳng định rằng những lời tố cáo anh là không chính xác, vu khống bịa đặt, nhưng anti không hài lòng về điều đó, vì thế hành động buộc phải giới hạn bình luận trong các bài đăng trên một trang phản phát của nghệ sĩ là một tổn thất về tinh thần rất lớn. Tiếp theo Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành là người nổi tiếng, tiếp theo bị tấn công trên không gian mạng. Trang phản phát hot nhất của diễn viên, bố già có tới 18 triệu người theo dõi đã phải khóa bình luận để tránh báo spam từ Antifan. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.